Em tiếp tục lên cho các bác một đôi tép nhá. Đôi tép này thì phải nói là cực chất cực khủng luôn rồi. Đấy, tép đây. Nếu như nhìn bên trên thì các anh sẽ nghĩ là tép này thì nó cũng giống như tép thông thường khác thôi đúng không ạ? Nhưng mà tép này thì nó sẽ khác hơn là ở đây là viền của nó là bằng nhựa nhá, nhựa nhám. Đấy, về cái viền này thì rất là bền, bởi vì những cái viền này thì mọi người đây cái chất liệu của nó là nhám nhá, thì mọi người cọ vào thì nó sẽ không bao giờ bị xước cái nhựa này, nó sẽ bảo vệ tốt cho cái phần tép của mình. Viền ở đây cũng bằng nhựa này, nhưng lưới ở đây thì là lưới bằng sắt nhá mọi người nhá. Đấy, thì với cái chất liệu bằng nhựa thì nó sẽ tạo sự gọn nhẹ cho mình, tạo sự thanh thoát hơn cho mình đúng không ạ? Nếu như nhìn thông thường vào cái đôi tép này thì mọi người sẽ nghĩ là ôi thì nó cũng như những đôi tép khác thôi, không có gì khác biệt đúng không ạ? Nhưng mà đây, sự khác biệt của nó là phía nào đằng sau như thế này nhá. Đấy, các anh nhìn thấy cái đôi tép nào mà nó có cái phần ốp bảo vệ như này không ạ? Không có nhé, từ trước giờ em quay thì toàn là bằng nam châm nó trơn hết, chứ không có những cái phần ô nhựa như thế này để bảo vệ đâu. Đấy, đây là đôi tép có mã là cái gì đây, 45708F gì ấy. Đấy, à đây bên đúng rồi, 45708F, bên này nó hơi bị mờ, đây bên này nhìn rõ hơn nhá. Và ngoài ra thì trên đây nó có một cái logo thương hiệu của dòng Pioneer này, tép này là của con Pioneer nhá các anh nhá. Thì cái đôi tép này không phải tự dưng hãng lại đưa cho mình một cái nhựa vào đây đúng không ạ? Đấy, mọi người nghĩ rằng cái nhựa này thì chẳng có tác dụng làm gì, chẳng để làm gì, nhưng không phải đâu vậy đâu như canh nhá. Đấy, rất nhiều những cái loa cao cấp của bên em lần trước đã về thì tất cả phía đằng sau của nó, nhất là đường tép, canh biết rồi đấy, đường tép nó rất là mảnh và ra tiếng nó sẽ bao giờ nó cũng nghe như kiểu nó bị đuối hơn so với đường trung và đường bát đúng không ạ? Bởi vì nó rất là nhỏ. Thế nên là có những cái ô nhựa, có cái những cái ốp nhựa như thế này, thứ nhất là bảo vệ tép tốt hơn, và thứ hai nữa là nó cho mình cái phần âm của nó ra nó tốt hơn, nó như kiểu là cái phần để mọi người tiêu âm thanh ấy, nó tiêu âm thanh, nó không cho âm thanh ra phía đằng sau của thùng loa nữa mà nó sẽ phát ra đằng trước, nghe cho chất âm nó hay hơn và chi tiết hơn rất là nhiều nhá. Đấy, cục này cực kỳ chất luôn này, quá dã man luôn. Em sẽ đo về kích thước chi tiết của cái tép này cho mọi người nhá. Tép này thì khủng hơn những cái tép thường là bởi vì nó dày hơn như canh nhá, dày hơn là bởi vì nó có cái ốp này này. Đấy, đây tép ở đây thì có đường kính là 12 cm nhé, các anh thấy không ạ? 12 này, em đã cố ấn thước xuống để mọi người nhìn hình dung rõ nhất nhé. 12 nhé, độ cao của tép ở đây thì là 7 cm luôn. Đấy, và củ ở đây thì cũng là 7 phân. Đấy. Thì cái đôi tép này thì dòng Pioneer thì em không phải giới thiệu quá nhiều nữa. Anh nào mà chơi loa thì chắc không còn lạ gì nữa. Nó quá là đỉnh cao rồi, chất âm của nó cực kỳ hay và toàn là dòng loa cao cấp thôi. Thì cái đôi này thì em sẽ để xả giá cho mọi người nhá. Đấy, hôm trước thì em bán cái đôi này như là 1.450.000 hay sao ấy, nhưng hôm nay em sẽ xả cho mọi người còn 1.090.000. Đấy, bác nào lấy thì alo luôn cho em, số điện thoại bên em là 0966 594 581, địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Những con tép này nói thật với các bác toàn là của loa cao cấp thôi mà giá bây giờ lại cực rẻ nữa, bác nào mà không quất nữa em nói thật mọi người không biết là mọi người nên mua cái gì nữa. Đấy, thế nên là cứ gọi điện qua bên em để được hỗ trợ nhanh nhất nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em xin chào và hẹn gặp lại.